rất là thơm ngon. Trên tay em đang cầm đây là một tách trà Thái Nguyên mọi người ạ. Hàng này thì đã được tuyển chọn rồi nên mọi người có thể thấy này, những búp chè rất là nhỏ, mảnh, lại còn có hương thơm ngào ngạt nữa. Mùa xuân thì đã chuẩn bị tới và Tết thì đã cận kề. Còn gì quý hơn là được ngồi cùng những người thân trong gia đình của chúng ta thưởng thức những chén trà nóng. Và hơn nữa thì không những là có thể mua về cho gia đình sử dụng mà chúng ta có thể đem đi làm quà biếu tặng cũng rất là hợp lý đấy ạ. Mọi người hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách là để lại cho bên em xin số điện thoại nhé, hoặc là ebook trực tiếp cho bên em để bên em có thể tư vấn và giúp mọi người đặt hàng một cách dễ dàng hơn.